Thế giới đang chuyển mình với nền công nghiệp 4.0. Máy móc, công nghệ hỗ trợ con người nâng cao hiệu suất lao động. Thang dơm ra đời để thay thế hoàn toàn những chiếc thang truyền thống. Với 5 năm nghiên cứu và phát triển, Hakawa luôn cải tiến và biến đổi, cải tiến để khác biệt. Cải tiến mang tính bước ngoặt của một công nghệ mới, công nghệ an toàn. Để bảo vệ công việc của bạn, chúng tôi luôn bám sát ý tưởng. Ngay cả khi chi phí cao hơn, nhưng chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo hơn. Lên cao an toàn hơn, công việc an toàn hơn. Những chiếc thang đa năng, an toàn và tiện lợi. Cải tiến, thay đổi, vươn mình và phát triển. Hakawa vững bước lên cao.